Chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Tấn Phát Vlog. Các bạn là người thường xuyên livestream, các bạn phát trực tiếp để bán sản phẩm, hoặc là các bạn là người yêu thích livestream để giới thiệu nội dung của các bạn đến với khán giả của các bạn. Các bạn muốn thay đổi phông nền phía sau lưng để làm cho nội dung của các bạn trở nên hấp dẫn hơn, thu hút nhiều lượt xem hơn, nhưng các bạn không biết cách để thay đổi phông nền phía sau mình khi các bạn đang phát livestream trực tiếp. Thì trong video lần này mình sẽ chia sẻ với các bạn một ứng dụng giúp cho các bạn có thể thay đổi phông nền phía sau lưng mình khi đang phát trực tiếp. Nếu các bạn quan tâm về vấn đề này và muốn biết cách phải cũng như sử dụng ứng dụng này như thế nào thì ngay sau đây mời các bạn cùng cầm điện thoại lên theo dõi thật kỹ và làm theo mình. Thì đầu tiên các bạn sẽ mở điện thoại di động của mình lên, sau đó các bạn sẽ truy cập vào cửa hàng CH Play. Các bạn sẽ tìm kiếm cho mình ứng dụng có tên là Premiere Studio. Sau khi các bạn tìm kiếm sẽ ra một ứng dụng như thế này, các bạn sẽ ấn vào tải về như bình thường. Thì ở đây để tránh mất thời gian cho nên mình đã tải sẵn. Sau khi tải xong thì các bạn sẽ có một ứng dụng như trên màn hình các bạn đang thấy. Các bạn sẽ ấn vào ứng dụng để mở lên. Nếu như các bạn mới tải ứng dụng này về, các bạn mới sử dụng thì ứng dụng sẽ bắt các bạn phải đăng nhập một tài khoản. Các bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản Google. Thì ở đây mình đã đăng nhập bằng tài khoản Google sẵn. Tiếp theo thì các bạn cứ bấm vào OK, ứng dụng sẽ yêu cầu các bạn là cho phép truy cập vào hình ảnh cũng như là camera hoặc là micro của điện thoại. Thì để mà xóa được cái phông nền và thay đổi phông nền khi đang live, các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một cái phông nền xanh như các bạn đang thấy. Các bạn lưu ý là các bạn có thể sử dụng phông nền nào cũng được, nhưng để mà xóa sạch được cái phông nền thì tốt nhất mình nên sử dụng phông nền phía sau là phông nền màu xanh lá nha các bạn. Màu xanh lá nó dễ xóa và xóa sạch hơn và đẹp hơn. Thì để thay đổi được cái phông nền, các bạn sẽ ấn vào cái dấu ba chấm ở góc trái màn hình phía trên. Các bạn sẽ thấy ở dưới là chữ Chroma Key Camera. Các bạn sẽ ấn vào đó. Sau đó các bạn sẽ mở cái phần ở phía trên góc trái màn hình. Cái phần công tắc ở đây nè các bạn. Các bạn mở lên. Nếu như cái màu không hợp với cái màu không của các bạn sẽ ấn vào cái màu. Sau đó các bạn chọn cái màu của không. Thì ngay lập tức các bạn thấy cái phông nền phía sau mình đã được xóa. Nhưng mà nó xóa chưa được sạch lắm. Thì các bạn sẽ ấn vào cái phần độ tương đồng. Các bạn sẽ chỉnh cái độ tương đồng này lên hoặc xuống. Đó, như vậy các bạn có thể thấy là cái phông của mình nó rất là sạch. Thì để đổi được cái phông nền phía sau của mình thì các bạn sẽ ấn vào phần nền. Sau đó các bạn sẽ ấn vào cái mục hình ảnh ở phía dưới này. Tiếp theo các bạn sẽ chọn một hình ảnh hoặc là một video mà các bạn muốn thay đổi phông nền. Ở đây mình sẽ chọn cái hình ảnh của mình. Các
Các bạn sẽ ấn vào chữ hoàn tất ở phía trên góc phải màn hình. Đó, thì các bạn sẽ thấy ngay lập tức phông nền phía sau lưng của mình đã được gọi. Đây là cái cầu rạch miễu nha các bạn. Đó, các bạn có thể thấy là cái ứng dụng này đổi cái phông nền rất là đẹp các bạn, và xóa cái phông nền cũng là sát nét và sạch. Thì nếu các bạn đồng ý với phông nền này, các bạn sẽ ấn vào chữ hoàn tất ở phía trên góc phải màn hình. Các bạn sẽ ấn vào chữ đóng. Thì để bắt đầu like thì các bạn sẽ ấn vào phần ready ở phía chính giữa màn hình. Các bạn sẽ chọn vào like trên nền tảng mạng xã hội nào. Các bạn sẽ chọn vào một mạng xã hội các bạn muốn like. Ví dụ ở đây mình sẽ like trực tiếp trên trang Facebook cá nhân của mình. Các bạn sẽ ấn vào cái phần biểu tượng avatar, sau đó các bạn sẽ chọn vào cái tài khoản của mình, hoặc là các bạn có thể chọn những nền tảng xã hội khác, mạng xã hội khác như là YouTube hoặc là Instagram, Telegram. Thì đây mình sẽ like trên trang Facebook cá nhân của mình. Các bạn sẽ vào phần phía dưới để nhập vào một cái tiêu đề phát sóng, các bạn ấn vào. Sau đó các bạn sẽ ghi cái tên tiêu đề ở đây. Ví dụ mình ghi là tên kênh mình đây. Sau đó các bạn sẽ ấn vào hoàn tất. Tiếp tục để bắt đầu livestream, các bạn sẽ ấn vào chữ Go Live ở phía dưới chính giữa màn hình. Các bạn ấn vào thì chúng ta sẽ bắt đầu phát trực tiếp. Thì vừa rồi mình đã giới thiệu với các bạn ứng dụng Dreamlight Studio giúp cho các bạn có thể thay đổi phông nền phía sau lưng mình khi các bạn đang phát livestream trực tiếp. Nếu các bạn thấy video này hay, hữu ích, đừng quên ấn chia sẻ video cho nhiều người cùng xem nha bạn. Thì cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian theo dõi hết video này. Chào các bạn. Đừng quên ấn like video và ấn đăng ký kênh nếu các bạn chưa đăng ký kênh để đón xem những video mới nhất của mình nhé. Còn bây giờ xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào.